Dạ cảm ơn tất cả quý anh chị cô bác đang xem kênh của em nha. Thì em xin giới thiệu tới tất cả quý anh chị cô bác mình một cái mẫu xe nâng bánh hơi Attila. Xe nâng bánh hơi Attila bên tiệm sách Gia Phát em có 3 bánh nha mọi người. Bánh sau là bánh lái, hai bánh trước là hai bánh dẫn hướng. Thì cái con xe này nó phù hợp trong một số công việc như là nâng chậu kiểng nha mọi người. Đây là mình nâng chậu kiểng mình đi trong sân vườn á, đường khó đi gồ ghề á thì nó sẽ rất là dễ đi. Bánh hơi mình bơm càng cứng lên nó thì nó càng nhẹ nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ quay thông số kỹ thuật của xe để cho mọi người mình có thể theo dõi cho nó tường tận về cái sản phẩm của em nha. Và sau đó là em sẽ nâng test kiện xi măng này ha. Thì cái kiện xi măng này ước tính là khoảng 800 kg, 800-900 kg á. Tại vì mọi người cứ tính giùm em là 70 kg một bao xi á, thì 13 bao thì nó sẽ ra được cái số ký của cái trọng lượng này ha. Tại vì tụi em đã từng cân từng bao rồi, cái này là bê tông nên là một bao nó có cái số ký là 70 kg một bao, thì tổng tổng cái kiện này nó tới 13 bao lần. Thì em sẽ test tổng cái kiện này cho mọi người xem ha. Thì bây giờ em sẽ đo cái thông số của cái chiếc xe này cho mọi người để mọi người có thể theo dõi nha. Thì cái xe này nó sẽ có cái bề dài càng là bao nhiêu đây. Thì mình sẽ đo từ trong đó ra đây là 1m15. Bề dài càng là 1m15. Và em sẽ đo lọt lòng để cái chiếc xe này nó có thể đưa vào những cái chậu để mình nâng ha. Thì em sẽ bấm lọt lòng. Lọt lòng là 1m2. Lọt lòng xe này là 1m2 ha. Và cái chiều cao hoàn thiện của xe này là cao 1m7 ha. Chiều cao hoàn thiện của xe này là cao 1m7. Và cái chiều nâng được từ mặt đất á, từ sát mặt đất nè, lên hết hành trình là bao nhiêu ha? Nếu mà từ sát mặt đất lên hết hành trình là nó được 1 mét. Xe này cao 1m7 còn hành trình nó nâng được là 1 mét. Đường kính bánh Attila này là đường kính 45. Được 45 cm. Đường kính nó 45 cm. Đường kính bánh Attila là được 45 cm. Theo xe này thì em sẽ có gồm một số phụ kiện như sau. Phụ kiện đầu tiên thì em sẽ tháo cái cặp càng qua và em gắn cái cặp càng nâng cao để nâng những cái miệng chậu. Thì cái cặp càng này mình lắp vào để mình nâng những cái miệng chậu mà nó nằm trên cao, nó nằm trên đôn hay này kia đó, để mình kẹp vô cái miệng chậu. Rồi sau đó mình sẽ nâng lên. Cái càng này nó rất là khỏe. Cái lực của càng này nó khỏe lắm. Rồi. Bây giờ em sẽ tháo cái đó ra và em sẽ lắp cái cẩu mà để dùng cho cái việc mà thay đất chậu á. Khi mà mình muốn thay đất cho cây á thì mình sẽ lắp cái cẩu vào. Đây, bây giờ em sẽ lắp cái cẩu vào. Đó. Thì bây giờ em lắp cái cẩu vào để mình dùng trong công việc là ví dụ mình thay đất cho cây á, thì mình sẽ bó cái cây vào trong cái cẩu này mình nâng nhỏ lên.
thấy toàn cảnh chiếc xe của em không? Hoàn toàn có thể tháo gáp từ bộ phận ra được hết ha. Rồi, bây giờ em sẽ test chức năng của xe với lại cái công dụng của cái cẩu cho mọi người coi ha. Đối với những cái kiện hàng khoảng 800-900 kg á, như vậy nè, thì mình nâng họ hở lên cao cao mình đi là nó khỏe lắm. Bây giờ em sẽ dùng tới cái cần cẩu ha, để cho mọi người quan sát coi cái công việc của cái cần cẩu làm việc như thế nào ha. Cái cần cẩu là mình để thay đắp chậu ha. Bây giờ em sẽ thử sức tải của cần cẩu. Từng bộ phận thì mình tháo gáp nó dễ dàng lắm. Thank you.
Còn cái cặp càng đó là dùng trong trường hợp khi nào mà cái chậu nó khó gấp á, cái chậu sát đất á, mình gấp trên vành miệng á, thì mình sẽ dùng tới cái cần đó. Thì như trên thì em cũng đã giới thiệu sơ qua về những cái bộ phận nào mà có trên xe. Chiếc xe bánh hơi này nó nhẹ quá nên là nó tự trôi luôn. Đây là combo đầy đủ bộ phận để mình có thể về mình làm bên bên nhà vườn á mọi người. Bên nhà vườn ha, nó có nhiều chức năng. Và đi trong vườn, bánh hơi đi trong vườn. Thì ở cuối video em, tiệm sắt Giao Phát em thì ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nha. Cho nên bà con cô bác mình ở gần thì mình có thể lựa chọn sản phẩm này cho nó phù hợp. Bà con cô bác ở xa thì cái vận chuyển nó hơi khó khăn. Cái điều kiện mà mình có thể đến với cái mặt hàng này cũng rất khó khăn. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất nhiều. Mọi người yêu thích kênh Tiệm Sắt Giao Phát, dành chút ít thời gian để đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho tiệm. Tiệm sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo để mọi người có thể kịp thời theo dõi những cái video mà Tiệm Sắt sẽ ra trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Rồi, trên màn hình mọi người đang theo dõi đó là một cái chiếc xe gấp chậu ha. Đó, chiếc xe gấp chậu. Chiếc xe này dùng để gấp chậu 5, 6, 7, 8 dùng cho mấy bác làm vườn. Đó, chiếc này gấp được chậu 5, 6, 7, 8. Rồi, ok. Rồi, trong đây cũng là một cái chiếc xe phục vụ bên ngành chậu kiển. Thì xe này là xe nâng chậu. Xe nâng này tích hợp nhiều tính năng như cặp càng bên dưới hạ sát đất để nâng hàng và hai cặp càng phụ hai bên là để kẹp vào miệng chậu để nâng chậu lên, và bên trên là nó có một cái cần cẩu nữa. Xe này sử dụng bánh Attila để đi trong vườn. Động cơ quay tay con này tải trọng tối đa của nó thì nó đạt được 800 kg. Ok. Rồi, đây là những chiếc xe làm bên phục vụ bên chậu kiển đi sân vườn, bánh hơi Attila, còn bên này cũng là xe nâng sử dụng bánh ruột. Xe này là gấp chậu, nó có được 3 dòng giảm 5, 6, 7, 8. Đây là hai dòng xe để phục vụ bên
gấp chậu kiển.